Do mình đi nhiều, bây giờ 50 tuổi rồi nhưng mà trước thấy cái này không là thổi sáo. Nhờ lấy cái dây bình thường mà làm cũng được, cái này chịu hơn. Hả? Từ từ nghe. Được. Nhà trưởng này đạt đấy. Khua tay đã vài bố sáo rồi, phát quấn nó lộ. Cái này khách cầm mày lạc, cái lạc kéo đó hay. Đừng dầu mà đứng lại. Dầu mà đứng lại. Dầu cái này nói tiếng Tây là tang hết vơ, anh em có tự tạo ở cái này. Rồi, sẽ có trăng, sẽ có trăng, sẽ đổ dài nhé, đổ dài, đổ dài nhé. Như tôi bình thường cũng đổ dài. Anh em làm xóm mà văn nghệ thì đúng. Cái này tự tạo ấy. Thôi rồi. Để tôi cứ ở đây cũng được. Quê cách mà anh là hôn nè không phố sáo bắp bệnh nào đó nữa hay đấy nhỉ, sẽ xe theo đây, kéo đi kéo lại thôi. Xin lỗi, bác xin lỗi, tạm hoát. Bác hát tiếp bài thêm. Rồi, hát như thế này, này kéo sáo thế này thì năm nay Phan Thanh thì nhờ ông này về thổi sáo đó. Cái gì hả? Ôi mà lâu rồi, cái bài, cái ta sướng cái bài, cái mình có thể hết bài, cái em bộ. Cũng là mà nè. Bây giờ, cái này thủ công đấy, anh em ạ. Cái này thủ công này khác từ bay làm đấy. Cầm cái đồng vịt đi cho nhé. Đồng vịt. Vâng. Bác này chưa có rượu nếu không rượu mà hai chén thầy, này. Thầy à, thầy à, lấy đi cho thầy à. Cầm bước ra xong à. Đặt đấy à. Vậy vậy chắc thánh nhân cũng như vậy. Tôi tìm. Vậy. Đấy, cả trẻ con 3 tuổi mà xem. Ơi, che là tặng hoa xong hát ba tiếp.
Bye bye, lúc này bác bảo là cảm ơn anh Lân thì đấy, bác ăn một đoạn nhá nào. Cháu xuống để ông một ông tàng hoa đã, ông chén nữa đã. Bye bye, bác tiếng rồi. Bye bye, ông này hát nè. Cá văn ấy mà liếu nè, ấy bay biển như này là ảnh hưởng cái gì đâu. Đấy, làm tiếp đi. Cố gắng làm tiếp một tí chứ, làm quay trực tiếp nào. Ôi, bác từ đi từ biên từ diễn hát bác kiếm đồng hay sao? Em ra khóa trực tiếp à? Anh chào bà cháu nhá. Hôm nay là ngày thanh minh, những phong tục tập quán bản sắc dân tộc mình này, cái này chú em đi xem cái điều nhá, cái này quay hết kê kỳ lão ấy. Nhưng mà các bạn cho mắt thấy văn nghệ kê thì rất có điều đâu. Rồi bài mà kiếm đồng anh em không hát bài lên rồi không rồi hay đấy. Như bạn trang bản này Lan Khơi ơi, như xóm Phan Thách này có mấy cái cây này văn nghệ này hay đấy, cái này tử biên tử diễn đấy, sau này ăn cả tàu này còn sáng qua với cầu Hà Đức Phi còn là ông này đang từ tàu ăn này sáng qua nhớ cao sáu hát bài anh hát bài một chút nào hát đây hát thật đi không uống rượu uống nước lá đâu à, uống nước lá sôi thì nguội đâu lo chưa thấy bao giờ Vinh ơi. Đã về mùa hè, hôm nay bằng con đuôi một tí, anh em không cản. Khai bà bốc đây, đéo khai xe không? Kì lại bè hay đấy. Ở trong hàng đây cháu ạ. Khác từ đánh đàn và khác từ hát. Hay mà cả quá cái này nhỏ này.